Sau khi sinh, cơ thể sản phụ đau yếu và khó khăn trong việc sinh hoạt, đặc biệt là người sinh mổ, vì bạn phải đặt ống thông tiểu dẫn đến việc đi lại rất bất tiện. Kiêng cữ sau sinh mổ là rất cần thiết, thậm chí có một số vấn đề phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn sinh tự nhiên để vết thương mau lành, đồng thời không ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc bé cưng. Những điều đó là gì? Các mẹ hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. Không nên ăn quá no. Trải qua quá trình chuyển dạ, mổ đẻ đau đớn, mất sức nên sau sinh sản phụ dễ bị đói và muốn ăn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này là không nên vì quá trình mổ, thành ruột và thành dạ dày bị tác động dẫn đến hoạt động không hiệu quả, tiêu hóa kém. Do đó, nếu bạn ăn no sau sinh mổ, sẽ khiến thức ăn bị tích tụ trong dạ dày và ruột, dễ gây tình trạng táo bón đầy hơi. Ngoài ra, việc ăn quá no còn ảnh hưởng xấu đến vết mổ, khi dạ dày phình to sẽ gây áp lực lên da bụng, khiến vết mổ bị căng ra và dễ gây dày máu, đau làm vết thương lâu lành. 2. Tắm nước lạnh. Đây là một trong những kiêng cữ sau sinh mổ mà nhất định cả sản phụ sinh thường cũng nên tuân thủ. Bởi vì sau khi sinh, cơ thể sản phụ rất yếu, dễ bị nhiễm trùng, nhiễm lạnh. Vì vậy, bạn cần tuyệt đối kiêng tắm nước lạnh hoặc uống nước đá. Thay vào đó, bạn nên tắm bằng nước ấm và ăn uống đồ ấm để tránh gây tổn thương cho cơ thể. Ngoài ra, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì sau khi sinh mổ, phụ nữ nên tắm bằng vòi hoa sen thay vì ngâm mình trong bồn tắm. Bạn cần chú ý không xả vòi vào vết mổ, sau khi tắm xong cần thấm khô vết thương để tránh bị nhiễm trùng. 3. Không vận động mạnh. Sinh con được ví như một sự lột xác, sức khỏe của người phụ nữ sẽ bị yếu đi rất nhiều, nhất là trong những ngày đầu mới vật cạn. Vì thế, sản phụ cần nghỉ ngơi tại giường nhiều hơn để ổ bụng ổn định và dưỡng sức cho cơ thể. Thêm vào đó, vết mổ mới chưa lành, nếu bạn vận động nhiều hoặc vận động mạnh cũng sẽ làm vùng da bị tổn thương thêm và lâu lành. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên sản phụ tránh nằm một chỗ quá nhiều mà cần kết hợp với đi lại, vận động nhẹ nhàng, vì nếu nằm bẹp một chỗ không xoay trở, dễ làm nước ối bị tích tụ ở tử cung gây dính ruột. 4. Kiêng ăn tanh và dầu mỡ. Sau sinh, tất cả các cơ quan trong cơ thể người mẹ đều suy yếu, nhất là hệ tiêu hóa. Lúc này, việc ăn quá nhiều chất hoặc ăn đồ tanh, dầu mỡ đều trở thành gánh nặng cho dạ dày. Trong thời gian dạ dày tiêu hóa kém mà bạn ăn những thứ này dễ gây đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi. Tình trạng đau bụng sẽ gây ra sự co thắt dạ dày và cơ bụng, làm đau vết thương. Ngoài ra, việc ăn uống tùy tiện còn ảnh hưởng đến chất lượng sữa và gián tiếp gây hại cho hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh như táo bón, tiêu chảy. Mẹ nên biết rằng hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh rất non nớt nên rất dễ bị tổn thương. 5. Nịt bụng. Sau khi sinh, tâm lý của các chị em thường muốn sớm tìm cách để lấy lại vóc dáng bằng cách giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện việc này quá sớm sẽ gây hại cho vết mổ và các cơ quan trong ổ bụng. Gen nịt bụng gây chèn ép lên vết mổ, khiến vết mổ bị bí hơi, ủ mùi tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động. Hãy nhớ rằng, cẩn trọng trong việc ăn uống sinh hoạt sau sinh mổ chính là yếu tố giúp bạn mau phục hồi sức khỏe và tránh được nguy cơ mắc sản hậu nhất. Vì vậy, các mẹ hãy nhớ lưu ý đến chế độ sinh hoạt và ăn uống của mình sau sinh mổ nhé. Hẹn gặp các mẹ ở những thông tin hữu ích khác.